Dạ thưa sư, con có nghe sư và nhiều ý kiến khác nhau về hiếu thì con một người bẩm sinh theo tư duy thuần duy vật thì vẫn giữ ý là mọi người xã hội đề cao hay thậm chí là dùng để lợi dụng nhiều quá về hiếu. Cụ thể, con thấy cấu trúc cha mẹ mà cần thì rất đơn giản. Ý con đây là hoạt động duy trì nòi giống. À, bằng con hay là một thằng nhóc nào đó hay một thằng giang hồ đều có thể làm bố mẹ nghĩa vừa đủ. Khi đưa mình vào cái tầm nhìn đó, con lại thấy không thể thông cảm với nhiều hành động của các bố mẹ. Nhiều cái vì sĩ diện mà giấu đi, vì sĩ diện hay ý đồ, cơ hội, hành động mà xã hội bỏ qua thiên vị. Cụ thể ví dụ như sự logic phân tích trong mọi sự vật sự việc thường được giảm nhẹ trong chuyện con cái với bố mẹ và cả trong chuyện tình yêu nam nữ cũng thế, mà tập trung hơn vào tình cảm cá nhân, quy ước đa số lẫn thiểu số hay tự nghĩ ra. Nhiều khi con hình dung ra hình ảnh ông chồng đi làm rồi la cà một mình đến đêm, sáng lại đi làm như không dám bước chân vào nhà, với con mô tả về công việc thuần tập trung vào chuyên môn kỹ thuật không cảm xúc, y như là thiên đàng thế gian vậy. Nó chỉ có logic trời ban và sự im lặng. Nói thẳng ra là con thấy xã hội này thế tiểu nhân ngụy quân tử, ngụy mạo lý lẽ, tình cảm cá nhân có lý mà không có tình, xuyên tạc dụng thế hại người. Không biết có ai hại hại bạn này hay không mà ghê gớm quá. Con không thể xem cha mẹ của bất cứ ai dưới bất kỳ góc nhìn nào, cao như các sư hay đạo khác xem được, vì con thấy con cũng có thể đưa mình vào thế đó dù không muốn. Sau khi nhìn vào xung quanh, con nghĩ là dù con có đẻ ra và cưu mang bao nhiêu đứa hay huấn luyện bao đứa, dù kinh thế nào thì con cũng không thể là đấng sinh thành. Con thấy tầm nhìn xã hội quá ghê, marketing và lợi dụng. Về hiếu thì con thấy chỉ cần lương thiện, không hại người, tôn trọng không gian cuộc đời riêng, có ý trao đổi giúp đỡ người khác trong phạm vi cá nhân, đang có với chủ nghĩa công năng là được rồi. Con hy vọng sư có thể thuyết phục và chỉnh sửa chỗ sai, chỗ thiếu, xác nhận chỗ đủ cho con về tư tưởng này con đang có dưới góc nhìn của Phật giáo hay của sư. Không biết nó có một cái chứng là thế gian là luôn luôn muốn hãm hại mình. Thì thôi bây giờ nếu như nói theo cái kiểu của bạn này, là bây giờ mình sòng phẳng với nhau đi nha. Bây giờ mình sòng phẳng với nhau. Cái sòng phẳng thứ nhất là cái chuyện mà cho mình một cơ hội ở kiếp người. Nếu như mà quý vị không tin nhân quả, nghiệp báo, không tin vào chuyện tái sanh thì có thể skip, tức là bỏ qua cái đoạn này để nghe qua đoạn tiếp theo. Nhưng nếu như quý vị còn có lòng tin vào nhân quả, nghiệp báo, vào luân hồi thì sư sẽ chia sẻ như thế này. Cái cơ hội mà chúng ta được sanh làm người nó rất là hiếm. Nó hiếm tới mức độ mà bây giờ một cái bức tường phẳng nha, mình ném ném cái hạt đậu á, hạt mè, trong kinh nó là hạt mè, một cái tường phẳng mình ném hạt mè mà cơ hội mà một cái hạt mè đó nó dính vào trong cái bức tường nó hiếm như thế nào thì cái chuyện mình sanh làm người nó còn hiếm hơn như vậy nữa. Rồi nó giống như là ví dụ con rùa mù ấy. Con rùa mù ở 100 năm mới chòi đầu lên một lần. Trên cái biển đó có một cái tấm ván có cái lỗ vừa đủ cho cái đầu của con rùa. 100 năm thì tấm ván nó trôi xuôi, 100 năm tấm ván nó trôi ngược. Ở cái biển mênh mông bao la như thế mà cơ hội con rùa đó nó chui vào trúng cái lỗ của tấm ván, nó còn vậy đó mà nó còn nhiều hơn cơ hội của một chúng sanh chết rồi lại được tái sanh làm người. Giống như bây giờ chúng ta có một cái căn nhà mà đang cháy, chúng ta đang bị chết cháy.
Thì nếu như có một người nào đó quăng cho chúng ta một cái sợi dây để cho chúng ta có thể để kéo chúng ta đi lên, ví dụ như mình cháy họ ở trên trực thăng đi, họ quăng cái cọng dây xuống, thì mình nên suy nghĩ như thế nào? Mình nên suy nghĩ là cái chuyện mà họ cho dây xuống là cái nghĩa vụ của họ, họ phải cứu mình thôi, thì cái kiểu đó là cái kiểu vô ơn. Nói nó hơi nặng nhưng đó là cái kiểu vô ơn. Nếu như mình nghĩ như vậy thì thôi, cho anh đi qua chỗ khác, tôi cứu người khác. Cứu người khác lên ít nhất họ cũng biết nói tiếng cảm ơn. Còn cứu anh lên anh nói tôi là cái đó là cái nghĩa vụ của anh, thì thôi chắc có lẽ anh nên nhường cái sợi dây đó cho người khác, nhường cơ hội đó cho người khác. Quý vị có thấy là mình nên cảm ơn cái người đã thả sợi dây xuống cho mình hay không? Hay là mình nên nghĩ rằng đó là nghĩa vụ? Sư nghĩ là mình nên cảm ơn, nên biết ơn. Rồi cái thứ hai, mình có nên nghĩ là cái chuyện này ai làm cũng được, anh làm, anh không làm, người khác làm. Tức là cái chuyện mà thả dây xuống cứu mình á, ai cứu cũng được, không nhất thiết gì tới phải tới anh. Cho nên là không có anh cũng có người khác, mắc mớ gì tôi phải cảm ơn anh. Thì cái suy nghĩ đó nó lại là một cái kiểu vô ơn khác. Mà sư nghĩ là một con người, mình là một con người với nhau, mình sống tình cảm, thì mình nên có lòng tri ân. Đúng không? Quý vị nghĩ thấy nó có lý hay là không? Hay là mình chỉ đơn giản suy nghĩ là anh không cứu tôi, người khác cứu tôi. Thì nếu như mình suy nghĩ như thế thì cái chuyện mình chết cháy ở đó là đáng đời. Sư nói thiệt. Cho nên á, cái chuyện đầu tiên á, là mình biết ơn cha mẹ đã cho mình cơ hội để đến một cái kiếp người. Rõ ràng đây là một cái mà mình phải biết ơn trước, cái chuyện cho mình cơ hội để làm người. Quý vị thấy có lý hay không? Hay là mình nghĩ là thôi bây giờ ông bà không đẻ tôi, người khác đẻ tôi, thì cái kiểu suy nghĩ đó sư e là nó quá vô ơn ha. Và cái thứ hai, thôi bây giờ nếu như mà quý vị vẫn giữ suy nghĩ đó, hoặc là quý vị không có tin nhân quả nghiệp báo, thì có thể để cái vấn đề này qua một bên, chúng ta nói về vấn đề tiếp theo. Cha mẹ nếu như mà họ chỉ lo nghĩ về mình, họ có quyền phá thai, họ có quyền không sanh con. Thời buổi này cái chuyện phá thai là chuyện hết sức bình thường nha. Thì bây giờ nếu mà mình sòng phẳng thì cha mẹ có quyền sòng phẳng với mình. Tức là giờ nếu mà tôi không thích thì tôi có thể phá thai, hoặc là tôi có rất nhiều cách để cho tôi kế hoạch hóa gia đình. Bây giờ anh cho tôi lý do để mà tôi đẻ anh đi, cho tôi cái lý do để tôi đẻ anh. Chứ còn bây giờ nếu như tôi vì tôi đó nha, tôi sống cho sướng cái thay của tôi, thì tôi đâu cần đẻ anh. Rồi cái thứ vấn đề tiếp theo nữa là trong 9 tháng trời mình ở yên một chỗ, người mẹ phải mang nặng đẻ đau, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không có dám vận động, mà nhiều vận động mà nó nguy hiểm. Sống nói chung là nếu như quý vị có con á, thì quý vị sẽ thấy là đời sống của một người mà khi có thai á, nó gần như thay đổi hoàn toàn con người của người ấy. Rồi bây giờ nếu như mà quý vị cũng dẹp luôn, không có kể cái ơn mà mang nặng đẻ đau, thì bây giờ mình kể đến một cái khác nè, là trong suốt quá trình mà nuôi dưỡng mình á, cha mẹ sẵn sàng ăn đồ dở, đồ thiêu để cho mình ăn đồ ngon, đồ tốt. Như vậy thì mình phải công bằng. Hồi xưa cha mẹ đối xử với mình như thế nào, bây giờ mình đối xử với cha mẹ mình như thế đó. Và một cái điều đặc biệt nữa là hồi xưa đó, cha mẹ từng có tâm từ đối với mình.
nha. Cha mẹ từng có tâm từ đối với mình, từng sẵn sàng hy sinh lợi ích để cho mình, thì bây giờ sòng phẳng với nhau đi nha, sòng phẳng với nhau thì mình phải có tâm từ với cha mẹ. Mà chỉ cần quý vị làm được cái này thôi thì toàn bộ tất cả những cái khác, mọi lý lẽ còn lại nó đều vô dụng hết. Tại vì đương nhiên nếu như mà quý vị sống trong một gia đình là cha mẹ không có từ tâm với mình, lợi dụng mình, rồi bạc đãi mình, rồi hành hạ mình, rồi nói chung là không có nuôi mình, quăng mình ra ngoài đường cù bớt thì thôi sư không nói tới. Nhưng nếu như mình sống trong một gia đình bình thường mà cha mẹ từng có từ tâm đối với mình, thì sòng phẳng với nhau là mình bây giờ phải có từ tâm lại đối với cha mẹ. Cái đó mới đúng. Nếu như quý vị nghĩ một cuộc đời là phải sòng phẳng với nhau thì mình phải sòng phẳng như thế nó mới đúng. Phần còn lại thì chắc có lẽ xin mời Đại Đức Tuệ Tường bổ sung thêm. Dạ, kính thưa Đại Đức Hạnh Toại, kính thưa quý vị. Vì câu hỏi này rất là dài hiểu không, nhưng mà sư cha sẽ trả lời cái điểm chính thôi. Điểm chính là cái điểm cuối cùng, cái mấu chốt cuối cùng cái vị này hỏi, có nghĩa là vị này hỏi là về hiếu. Con thấy chỉ cần lương thiện, không hại người, không tôn trọng cuộc đời riêng, quý trao đổi giúp đỡ người khác trong phạm vi cá nhân, đang có với chủ nghĩa công năng là được rồi. Thì ngay cả trong cái vế cuối này nè, sư thấy có hai vấn đề mà nó... Khi mà nói về, tại vì bí sư trả lời, thưa vị, bí sư trả lời tất cả câu hỏi bị gửi về đây thì bí sư đều trả lời theo tinh thần lời Phật dạy, theo tinh thần tâm tạng kinh điển Pali. Xin nhấn mạnh cho rõ cho quý vị hiểu rõ nha. Cho nên có thể quý vị là chưa là Phật tử, hoặc là có thể quý vị là Phật tử, nhưng mà quý vị phải hiểu một điều là quý sư đều trả lời những câu hỏi phù hợp với tinh thần điển Pali, chứ không có lan man ở ngoài, thưa quý vị. Tại vì nếu mà lan man ở ngoài á, không có một cái căn cứ gì á, thứ nhất là nó không giải quyết được vấn đề của quý sư, và cũng không giải quyết được vấn đề của quý vị luôn. Cho nên là sư nhấn mạnh vấn đề đó. Thì bạn này nói là về hiếu con chỉ thấy lương thiện không hại ai á, rồi tôn trọng như vậy, thương và tự như vậy đó. Thì cái quan điểm của sư, quan điểm quý sư đây, để hiểu rõ chữ hiếu á, chữ hiếu ở đây sư nói là chính là chữ hiếu trong tinh thần là Phật dạy á. Thì cái vị này chịu khó tìm lại cái câu hỏi mà cái sự khác nhau giữa cái chữ hiếu trong đạo giáo và trong lời Phật dạy đó, sạch lại câu hỏi đó. Thì quý sư đã có phân tích rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi quý vị, để mình hiểu rõ cái chữ hiếu mà đúng nghĩa là Phật dạy là cái gì nha. Còn quý vị đưa ra cái chữ hiếu mà quan điểm quý vị nói là chủ nghĩa công năng gì nè, sư cũng biết chủ nghĩa công năng là cái gì. Thì nếu quý vị giữ quan điểm này thì sư cũng không có nói quý vị sai, đúng không? Là đúng cái quan điểm quý vị thôi. Nhưng mà nếu mà nói đúng trong tinh thần là Phật dạy là phải phù hợp với trong tâm tạng cái điển Pali, thì quý vị phải xem lại cái clip đó, cái clip mà sự khác nhau giữa chữ hiếu ở trong đạo giáo và trong lời Phật dạy. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, mà ở đây sư muốn làm rõ cho quý vị hiểu rõ thêm. Để quý vị nói là con thấy chỉ cần lương thiện, không hại người, tôn trọng, có nghĩa là con thấy chỉ cần sống lương thiện nó đúng hơn nè, lương thiện không hại ai, cuộc đời riêng, như vậy là được. Thưa quý vị, ngay cả cái dân gian á, dân gian chúng ta cũng hay nói, có nhiều người hay nói là đạo nào cũng tốt, mà đạo nào cũng chỉ người ta sống tốt, chỉ ta sống tốt rồi ăn hiền ở lành. Hay thậm chí cái người mà không theo tôn giáo người ta cũng nói, miễn ăn hiền ở lành đó, ăn hiền ở lành sống tốt là được rồi, lương thiện là được rồi, không theo tôn giáo cũng được hiền lành. Nhưng mà cái chữ mà sống tốt, thưa quý vị, chữ mà tốt, cái chữ Pali á, mà ở trong lời Phật dạy á, trong kinh điển Pali á,
mà trong chú giải á, có giải thích á, thì sông tốt á, nó khác lắm, nó khác với thế tục gì lắm, tại vì nó hướng tới từ hạnh phúc thế gian đến phúc xuất thế gian mà, cho nên nó khác xa nhiều lắm. Thì ở đây á, theo chú giải á, giải thích cái chuyện từ mà sống tốt á, từ Bali tức là Samma Wari Dung á, à, từ sống tốt từ Bali có nghĩa là Samma Wari Dung, à, thì trong chú giải có giải thích như vậy là nếu được gọi là một người sống tốt đúng nghĩa nha, là cái người đó đó, ngoài cái việc cái vị đó đó tự bản thân mình thực hành bát chánh đạo, tức là đạo đế thưa quý vị, là đại diện cho giới định tuệ đó, đó để hướng đến cái nghe gọi là bèo 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 nhất đó, bèo nhất đó, là hướng đến cái trải nghiệm đến những cái tầng tuệ minh sát, giống như là tuệ thứ tư đi, tuệ sinh diệt đi, không là cái bèo nhất đó, đó rồi đến cái quả vị thấp nhất là cái vị dự lưu, không rồi sau đó đó, sau đó mình có năng lực đó rồi, nghe nhấn rõ, nhấn mạnh rõ là bản thân mình có năng lực tu tập đó, đó như vậy rồi, rồi mình trải nghiệm được cái đó, rồi mình đi khuyến khích, mình đi lan tỏa ra để người khác cũng nếm được cái hương vị pháp bảo như vậy, tu tập giống như mình, chung quy là hướng đến một vị giải thoát, không? Thì cái đó mới gọi là theo đúng nghĩa, ý nghĩa là sống tốt theo đúng tinh thần Tam Tạng Bali và chú giải chính thống. Thì một lần nữa trước khi kết thúc câu trả lời này thì xin nhấn mạnh hai điểm đó, là cho cái vị này hiểu là thứ nhất xem lại cái câu hỏi, cái câu trả lời quý sư về cái sự khác nhau giữa chữ hiếu của đạo giáo và chữ hiếu trong đạo Phật, à, và cái thứ hai là cái quan niệm mà ăn hiền ở lành sống tốt phải hiểu theo, phải hiểu theo cái tinh thần Tam Tạng Kinh Điển Bali chú giải, chứ nếu mà mình chung quy mình quy chụp á, miễn ăn hiền ở lành, chứ nói chung chung ăn hiền ở lành sống tốt là thì ai cũng làm được thưa quý vị, thì đâu có ai đâu cần tu theo bất kỳ tôn giáo nào, hay là thậm chí là vô thần cũng được, thậm chí đeo theo Phật giáo làm Phật giáo làm cái gì, tại vì cái chuyện nó quá dễ ai cũng làm được mà, thì nó không có lấy gì mà thiêng liêng mà khi Đức Tôn ngài nói đến cái sự an lạc tối thượng đó là niết bàn thưa quý vị, đó là vô tham vô sân vô si, đoạn tận phiền não và đoạn tận sinh tử luôn rồi. Cô xin kết thúc câu hỏi trả lời đây. Thưa quý vị, tại vì nếu như mà quý vị tin theo lời Phật dạy thì chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ không có hỏi câu này. Tại vì như thế này, các sư nói thẳng là các sư không có nhu cầu thuyết phục quý vị. Nói nó hơi kỳ chứ các sư không có nhu cầu thuyết phục quý vị. Các sư chỉ nói đúng con đường nào đi đến hạnh phúc, con đường nào đi đến đau khổ, quyết định là của quý vị. Chứ các sư không có nhu cầu thuyết phục. Giống như giữa hai cái ly nước, đây là ly nước lành, nước lọc có thể uống được, và đây là ly thuốc độc không có uống được. Thì các sư chỉ có trách nhiệm vì lòng từ, các sư chỉ cho quý vị biết ở đây là ly nước lành, nước lọc có thể uống được, còn đây là ly thuốc độc không có nên uống. Nếu uống cái này á, thì nó giải khát tốt cho sức khỏe, không vấn đề gì hết, rất là tốt. Còn nếu uống cái này á, là nó có thể đi đến sự đau đớn gần chết hoặc đi đến sự chết, rất là đau khổ, nên tránh, còn cái này nên uống. Thì một người á, vì cái lòng từ, vì lòng thương tưởng thì nhắc nhở như vậy. Còn quyết định là của mình, chứ còn phải nói thẳng là không có nhu cầu thuyết phục quý vị. Chỉ cho quý vị biết cái này là đúng, cái này là không đúng thôi. Còn tin hay không, làm hay không là quyết định của chính mình. Cho nên cái chuyện mà đạo hiếu thì các sư chỉ có trách nhiệm nói thẳng ra là ở trong đạo Phật, Đức Thế Tôn bậc vô thượng chánh đẳng giác, bậc thấu suốt thế gian, ngài đã nói như thế nào.
Và quý vị có thể xem lại về cái chữ hiếu trong Đạo Phật, các sư đã nói rất là nhiều, dẫn kinh tạng cũng rất là nhiều, và các sư chỉ có trách nhiệm tới đó thôi. Còn quyết định sống như thế nào cuối cùng thì vẫn là mình. Khổ hay sướng, vui hay buồn, siêu hay đọa, vẫn là lựa chọn của mình. Các sư chỉ là người chỉ đường, còn có đi hay là không là do chính mình. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.